là cần click phần link mô tả của mình. Các bạn làm nhiệm vụ nha các bạn. Đầu tiên nhiệm vụ các bạn follow theo word nè. Rồi thứ hai là các bạn follow theo word và retweet là một cái tweet comment nha các bạn. Rồi các bạn join vào hai kênh Telegram group của nó nè. Rồi các bạn điền thông tin nha các bạn. Rất là dễ luôn. Cái chỗ ghép phone name này mình, nếu mà các bạn không, nếu mà trống thì các bạn ghi cho mình a+anh0299315 đấy là cái username Telegram các bạn. Rồi mình sẽ lấy cái địa chỉ NGC20 bát vào các bạn. Các bạn dùng với MetaMask Wallet in token cũng được các bạn. Mình dùng với chất. Đâu rồi ta? Chết của mình rồi. Rồi các bạn vào ETH nha các bạn. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi bạn sao chép lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt từ đây nha các bạn. Dán. Rồi các bạn kiểm tra ví mình nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email của mình nè các bạn. Rồi các bạn điền vào setting copy username Telegram của mình bắt vào. Rồi các bạn vào copy, các bạn vào trang cá nhân lầu người Facebook của mình, các bạn copy username rồi các bạn bắt vào các bạn. Rồi bạn bấm gửi như vậy là xong các bạn. Đừng. 0/17. Các bạn kiểm tra đầu đuôi cái ấy nha các bạn. Nó gửi về với địa chỉ NGC20 của mình. Email mình là anh Nhân Quỳnh nè. Mình mạng 99@gmail.com nè. Usin Instagram của bạn anh nè. 032. Vì mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn bấm gỡ là xong nha các bạn. Mẹ.